Cảm ơn các chị đã đăng ký kênh như theo dõi kênh YouTube của Điện Mã Ha. Video hôm nay thì Điện Mã Ha sẽ trải nghiệm cùng với anh chị về một chiếc máy cạo vỏ sấu. Những quả sấu này thực ra thì đối với miền Bắc thì rất là nhiều. Thực ra là cái nhu cầu người ta cần những chiếc máy để cạo với công suất rất là nhanh và rất là lớn, để 1 giờ trung bình một chiếc máy cạo vỏ sấu này có thể cạo được tầm từ 50 đến 70 kg sấu trên 1 giờ. Thì trung bình một mẻ sấu thì cạo được khoảng một mẻ chiếc máy sẽ cạo được khoảng tầm từ 2,5 đến 3 kg, và chỉ diễn ra thì trong vòng tầm 3 phút là trong một mẻ, thì tương đương với 1 giờ các chị sẽ cạo tầm khoảng 60 kg. Chiếc máy này thì thiết kế thân vỏ hoàn toàn bằng inox cao cấp. Motor thì trong máy này có dùng một chiếc motor là motor dùng dây đồng, công suất là 1,1 kW, thì thiết kế nó cũng khá đơn giản, rất gọn gàng và cũng là rất sử dụng, dùng rất tiện lợi. Đây là cửa xả sấu này, nó cũng dễ dàng luôn. Inox thì các chị yên tâm vì độ bền rồi, chứ không phải là máy bằng vỏ thép hay là bằng sắt hay gì đấy, thì là nó sẽ tuổi thọ không cao. Riêng đối với dòng máy cả vỏ sấu Điện Mã Ha cung cấp này thì là thì hoàn toàn làm bằng thân vỏ inox đấy. Thì nguồn đây, dây điện nguồn của nó thì em sẽ cắm dây điện nguồn vào luôn, để tí anh ta sẽ cùng trải nghiệm thực tế về chiếc máy cạo vỏ sấu này nó như nào. Đấy. Đây là công tắc khởi động này, em bật thử luôn nhá. Đó. Đây này, hiện tại thì nó chưa có sấu, chưa có tải, thì thực ra là nó sẽ quay sẽ nhanh, nhưng mà khi mình cho sấu vào thì tốc độ nó giảm xuống một chút là vừa. Đấy. Ngay sau đây em sẽ cho thử luôn con mẻ sấu đầu tiên vào để chúng ta sẽ trải nghiệm cái xem là nó mức độ hiệu quả là tới đâu, và nó đúng như có tốt như mình quảng cáo không. Anh em có chuẩn bị một rổ sấu này, chúng này chắc đâu đó tầm khoảng 3 kg. Đây, chúng ta cùng nhìn đây, em vừa đổ 3 kg sấu vào thì gì nè, tức là nó sấu nó sẽ cạo bằng cái máy của chúng nhá, biết là nó dùng bằng cái bếp gốc được lỗ, thực ra là nó khá là bền. Rất có nhiều xưởng dùng cái loại đá mài, thì bên đây bên nhà mình ba thì dùng cái loại bếp gốc nhá, dùng đá mài cũng được, đá mài được cái lớp vỏ này nó cạo ra sẽ mỏng hơn nữa, cái lớp vỏ này cái dùng đá mài ấy thì cái lớp vỏ sẽ mỏng hơn. Thế là do nhu cầu của chúng ta chúng thôi. Tại cái gì à? Lấy được khoảng tầm 1 phút hơn 1 phút mà cái sấu này nó đã cạo được tương đối rồi. Thật bóng vỏ thì nó hầu hết vỏ luôn. Đây, anh chị cùng xem nhé. Đây là cái thành quả của em sau một mẻ đầu tiên. Mẻ này nó rơi tầm khoảng gần 3 kg gì đấy. Thì là nó quả sấu nó cạo lên, nhưng mà cái vỏ rất đặc trưng của cái loại dùng đĩa inox này thì nó cạo vào sẽ hơi sâu một chút. Còn đối với loại dòng dùng đĩa đá mài thì sẽ cạo nó mỏng hơn đấy. Và nó sẽ lâu được hơn. Đổi lại cái gì nó có cái hai mặt của nó. Đây, chị nhìn thành quả này rất nhanh, rất hợp lý. Thì đối với anh chị mà chuyên có nhu cầu kinh doanh quán ăn hay là quán nước ấy, mà cần lượng sấu lớn ấy, thì anh chị có thể mua máy và máy này về để cạo và phục vụ cho cái việc kinh doanh của nhà mình. Thì trên đây em cũng đã trải nghiệm cùng anh chị về chiếc máy cạo vỏ sấu này. Anh chị cần tư vấn thêm hay là cần thông tin về giá thì vui lòng liên hệ số hotline trên màn hình để Điện Mã Ha tư vấn cũng như là báo giá chi tiết cho anh chị, hoặc các chị có thể kết bạn Zalo với số hotline trên màn hình cũng được, sẽ được gửi hình ảnh và thông tin chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn anh chị.